Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ, cấm bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan nhà nước 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Theo cáo trạng, Châu Văn Mỹ là thẩm phán, phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, được phân công tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Trong vụ án này, T, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu là bị cáo và đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam. Thông qua mối quan hệ quen biết, T nhờ người giới thiệu với Mỹ. Sau nhiều lần gặp, Mỹ không chỉ yêu cầu T cho quan hệ tình dục mà còn yêu cầu đưa 100 triệu đồng để giúp hưởng án treo. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt T 6 tháng tù treo. Sau phiên tòa, Mỹ điện thoại yêu cầu T đưa số tiền 20 triệu đồng còn lại, trước đó đã nhận 80 triệu đồng. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Mỹ đi ô tô đón T đến một khách sạn ở phường 1, thành phố Bạc Liêu. Tại đây, T đưa 20 triệu đồng cho Mỹ. Khi nhận tiền, Mỹ bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. Khi bị bắt, trên người Mỹ không mặc quần áo, cùng tang vật là số tiền 20 triệu đồng.